sáng hôm nay 27 tháng 7 và Vâng. sáng ngày hôm nay là một cái ngày có khá nhiều chuyện. Mà cái chuyện này có nhiều người viết thư vào cho chương trình anh em chúng tôi rằng là đừng nên nói, nhưng mà cũng rất nhiều người cũng viết tiếp Không, cho có một người nói thôi, có À, có một một người người viết nói thư vào bảo đừng nói thôi, nhưng còn mà lại có khá rất nhiều nhiều người người gửi đã đề vào cập. để mà đề Vâng. cập đến chuyện này. Chuyện đó không chuyện gì khác hơn là chuyện ông Phùng Quang Thanh về nước hay không về nước, hay còn sống hay không còn sống. Thưa quý vị, chúng tôi phải kể ngay là chúng tôi nhận được thư các khán giả như sau: Hòa Lê này, khán giả Lộc Nguyễn này, khán giả Huỳnh Phạm này, khán giả Đức Nguyễn này, khán giả Tuấn Trần này. Thì trong đó khán giả Lộc Nguyễn thì nói là ông Phùng Quang Thanh này đa phần là người Tàu, vậy nếu ông có sống hay chết cũng không ích gì đất nước, mà chết đi lại tốt hơn, xin miễn bàn thêm nữa, đề nghị với anh như thế. Xin không đồng ý với ông Lộc Nguyễn, khán giả Lộc Nguyễn, là đây là đề tài quá nóng hổi, mà có tới bốn khán giả khác email vô và đề cập chuyện này. Thực sự ra mình không biết gốc gốc gì, chỉ biết là sanh ở Việt Nam, mà cũng có khi sanh ở chỗ khác biết. Nếu nói như thế thì các vị dân cử Việt Nam ở đây đã từng có một thời thành phố Westminster, chúng tôi có tới ba người họ gốc Hoa: ông Andy Quách này, ông Tạ Đức Chí này, và ông Tyler Diệp này. Thế thì sao? Hả? Thành thử ra cái tên nó không nói được cái gì cả. Xin nói với khán giả Lộc Nguyễn như thế. Trở lại đề tài ông Phùng Quang Thanh thì chắc quý vị cũng biết rồi. Qua tin tức hôm thứ Sáu, anh Long có làm cái breaking news là báo trong nước nói rằng là ông Phùng Quang Thanh đã về tới Hà Nội. Và duy nhất từ hôm đó tới giờ chỉ có một tờ báo Tuổi Trẻ đưa được hai tấm hình ở sân bay, mà hai tấm hình này thì nó gần như giống nhau, là thấy một người mà họ cho là họ gọi là ông Phùng Quang Thanh bước từ trên cầu thang máy bay xuống chiếc máy bay Air Việt Nam, và lố nhố có mấy người đứng đó, rồi người bỏ đồ lên xe vân vân, có cái xe Lexus, Toyota Lexus đã đại khái như vậy. Thì ngoài ra không thấy một hình ảnh nào cả, và tất cả các báo trong nước đều không thấy đăng hình. Báo nào cũng nói là trên đường ông về thì đã có ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi điện thoại hỏi thăm, rồi về đến nhà thì có ông Trung tướng Phí Quốc Tuấn, cựu tư lệnh quân khu thủ đô, đến tặng hoa, và ông Phùng Quang Thanh bước vào nhà, rồi nói là sau đó ông đến tòa đến bộ quốc phòng làm việc ngay cho tới tối. Rồi qua ngày hôm sau thì có tin cũng trong nước nói là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng đến thăm, ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước đến thăm, ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng đến thăm, vân vân vân. Rồi lại đưa ra cái lịch làm việc dày đặc là ngày hôm nay, tức là ngày 27 tháng 7, thì theo dự trù, ông Phùng Quang Thanh với dẫn đầu phái đoàn quân ủy Trung ương đi vào viếng lăng Hồ Chí Minh nhân ngày gọi là thương binh liệt sĩ. Rồi buổi tối thì dự chương trình giao lưu gọi là khát vọng đoàn tụ tại Bộ Quốc phòng, sẽ được trực tiếp truyền hình trên truyền hình quốc gia và truyền hình quốc phòng, vân 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 vân. Thì trong khi đó ở những cái dư luận ở ngoài thì lại họ lại có những cái gọi là không có gọi được thuyết phục cho lắm. Họ nói tại sao một ông bộ trưởng về như thế đi chữa bệnh về mà không có một tấm hình nào ra hồn cả. Nghĩa là hình chỉ có báo Tuổi Trẻ có, đa số các báo khác là chụp cái hình cái chiếc xe mang biển số gì 280 mấy gì đó, đại khái màu đỏ, toàn thấy chụp xe không, không thấy tấm nào rõ người. Đấy. Rồi có người phân tích chiều cao, chiều cái là của ông Thanh nghi rằng đây là người đóng giả đó. Rồi có người dư luận là còn cho là có một người khác tên là Nguyễn Thanh Bình đóng thế ông này nữa, thậm chí họ đưa hình lên luôn, vân 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 vân. Thì cho đến giờ phút đó không ai biết là sống chết như thế nào. Xin ban kỹ thuật cho coi cái hình ông qua ông Thanh mà báo Tuổi Trẻ đăng là về đến phi trường cái chỗ mà cái ở cầu thang đó, thì chúng ta thấy ngay không, không 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 phải cái hình này, cái hình mà ở cầu thang đó ở phi trường chắc lẽ là ban kỹ thuật không thấy. Thì đó là cái những cái mà người ta đồn đoán. Thế thì sáng ngày hôm nay thưa quý vị, cái làm cho người ta đồn đoán hơn nữa và dư luận là xôn xao hơn nữa là trong cái buổi lễ mà đến lăng Hồ Chí Minh và cũng như đến đài liệt sĩ thì không thấy ông Phùng Quang Thanh dẫn đầu phái đoàn, mà là ông Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng sản. Đó. Nhưng mà trước đó thì ông Trung tướng Vũ Văn Hiển có trả lời báo chí nói là ông Thanh có thể không đi. Đó. Ban đầu thì trả lời báo Tiền Phong thì nói là đi, sau đó trả lời tờ báo Tuổi Trẻ thì bảo là có thể là không đi vì bận việc. Đó. Thì sau đó người ta thấy là rõ ràng phái đoàn cầm hoa vô lăng Hồ Chí Minh thì không thấy ông Phùng Quang Thanh đâu cả. Thì đêm ngày hôm qua tôi nhận được rất nhiều email, người ta đưa những tấm hình lên và bảo vậy là ông Thanh chết thật rồi. Tới cái nước mà ngày thương binh liệt sĩ, nghĩa là ở lăng Hồ Chí Minh đầy đủ bá quan văn võ, từ ông Tổng Bí thư rồi ông Chủ tịch nước, ông Thủ tướng, ông Chủ tịch Quốc hội, được cả những ông cựu Tổng Bí thư, cựu Chủ tịch nước, cựu Chủ tịch Quốc hội cũng có luôn đó, mà không thấy ông Thanh đâu cả. Thôi là thế chết thật rồi. Thế nhưng mà sáng nay trước khi đi vào đài làm việc, chúng tôi lại có một cái tin khác còn độc đáo mà nó cũng gây khá bất ngờ. Tin đó tin gì, Thanh Long?
Là thưa quý vị, người ta bây giờ mới tung tin rằng là ông Thanh còn sống và đến dự cái buổi gọi là cái gì anh? Giao lưu. Giao lưu. Khát vọng đoàn tụ. Khát vọng đoàn tụ. Và chẳng những không những là có hình, thì xin ban kỹ thuật cho các quý khán thính giả xem là tờ báo Tuổi Trẻ tung ra những cái tấm hình mà coi như là ông Thanh thật sự. Vâng. Mà báo là ông Thanh đây, là bước ông từ trong xe bước ra. Từ trong xe bước ra, rồi sau đó tiếp tục những cái bước, bước khác. Lên bậc thềm, lên của bậc quốc thềm. Phòng. Sau đó bắt đầu đi vào bên trong, gặp những người khác. Gặp bên phải ông là bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Bên trái, theo tôi đoán là ông Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, chủ nhiệm Ủy ban Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng. Mà chẳng những là đưa những cái tấm hình này, chẳng những đưa những cái tấm hình như thế này, họ lại còn đưa luôn cả video clip. Vâng, đây gặp ông Nguyễn Thiện Nhân nữa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Rồi, bây giờ tới cái video đây, xin mời quý vị coi cái đoạn video này. Dạ xin chào đại tướng ạ. Dạ đại tướng khỏe ạ. Chúng ta thấy là giới phóng viên báo chí rất là cũng săm soi, có nghĩa rằng là cái gì chuyện gì đó quan trọng, cho nên người ta giới phóng viên này cũng đến làm chụp hình ông rất là đông đảo, rất là đông đảo. Và thưa quý vị, đó là có thể không biết đây gọi là dấu chấm hết trong cái sự kiện ồn ào chung quanh cái vấn đề này hay không. Nhưng mà trở lại trong cái những cái phần mà tin trong những ngày vừa qua, thí dụ đặc biệt trên cái tấm hình mà chụp của tờ báo Tuổi Trẻ do một người nhiếp ảnh gia trong theo tờ báo là tên là Việt Dũng chụp, thì trên cái bức hình đó nó có một cái vài cái điểm đặc biệt mà chúng tôi nghĩ rằng là không biết có người nào có thú chơi đồ cổ không anh Hậu Dũng. Tôi không biết, nhưng có mà thú chơi đồ cổ thì quý vị sưu tầm. Vâng, không biết anh Thanh có thể cho mọi người đây, đây, xem đây, cái bức hình để tôi đưa lên, có lẽ là vì khi mà anh Long đưa vô thì thay thế cái tấm hình đó rồi, để tôi bỏ vô cái hình breaking news cho ban kỹ thuật đưa lên để coi cái tấm hình này. Trong tấm hình này đó thì chúng ta thấy rõ ràng là phóng viên báo Tuổi Trẻ họ đứng từ rất xa, nên cho nên là họ chụp coi như là có thể nói là không được rõ cho lắm. Họ chụp một tấm thì rất gần, thì chỉ thấy cái cầu thang máy bay và cái xe đậu thôi. Nhưng cái tấm khác họ chụp nó khá gần hơn, hơi mờ, có lẽ họ zoom lại qua cái kính của cái nhà ga. Thì trong đó, xin ban kỹ thuật cho cái hình mà thanh thêm đó lên, mình trong breaking news đó. Thì đây, cái tấm hình là tấm hình gây tranh cãi nhiều nhất, mà tấm hình duy nhất trong vòng mấy ngày qua mà có, cho tới sáng nay mới có những hình mới. Thì đây là dư luận, cái tấm hình mà được có thể nói là dư luận chú ý nhiều nhất. Họ nói là ông Thanh đâu có cao đến như vậy, cao gần bằng cái mui xe vân vân vân. Nhưng mà tôi đặc biệt để ý có một anh chàng đeo cái túi, anh thấy không? Rõ ràng cầm mấy hình chụp. Thì tôi không biết anh chàng này là chụp cho ai, thuộc cơ quan nào, chụp được tấm hình gì. Không thấy anh chàng này đưa cái tấm hình này lên. Đó. Ngoại trừ có thể trường hợp anh chàng này đưa mấy hình lên mà không chụp, thì đó mình không biết, cũng có thể lắm. Thì đây là bức hình duy nhất của báo Tuổi Trẻ đưa lên trong mấy ngày qua và gây tranh cãi nhiều nhất. Thì chúng chính cái tấm hình này mà nhiều người họ phân tích ra, họ chụp cái hình này rồi hình kia, họ phân tích đủ thứ hết. Rồi cả là ông này trước đây mập tại sao bây giờ ốm, tùm lum tùm la hết. Rồi có người đóng thế nữa là ông, họ đưa ông tên ông gì Nguyễn Thanh Bình, ủy viên Trung ương Đảng, từng là bí thư tỉnh ủy Đà Hà Tĩnh ra, nói là ông đó mới là cái ông mà đi về chứ không phải là ông Thanh. Thì thực sự ra giống như nọ chúng tôi có nói quý vị rồi, trên đời này có những chuyện không bao giờ mình biết sự thật cho đến khi mình chết qua bên kia thế giới luôn. Đó là cái điều tôi nói. Còn chuyện này bây giờ thật không chúng ta không biết được, nhưng mà vừa rồi đó là những hình ảnh mà chúng tôi có được, và những cái đoạn video tôi có được, tùy mỗi người suy luận và đánh giá. Nhưng trở lại cái này một chút xíu, thì ngày hôm qua Thông tấn xã Việt Nam có đưa tin là ngay sau khi ông Thanh về, theo như trong nước nói nha quý vị, theo như nữa, tức là về ngày 25 tháng 7, tức là thứ bảy đó, thì hãng thông tấn DPA của Đức có gửi thư chính thức đến, gửi đến Bộ Quốc phòng và xin lỗi Phùng Quang Thanh vì cái chuyện đưa ông chết hôm 19 tháng 7. Đó là theo truyền thông trong nước và thông tấn xã Việt Nam nói, tin hay không là tùy mọi người đó, chúng tôi chỉ tường thuật quý vị có những sự kiện như vậy xảy ra mà thôi. Anh Long biết có thêm gì nữa không? Không, tôi thì hồi nãy tôi có nói nhận xét là có người nào thích chơi đồ cổ thì tôi sửa lại, không phải thích chơi đồ cổ, thích sưu tầm.
Thì quý vị thấy rõ ràng trong cái bức hình mà gây tranh cãi suốt mấy ngày hôm qua, đo lường chiều cao rồi đo lường mái tóc lật bên này, lật bên kia, thì có một người đứng ngay gần mà anh Dũng point out cho quý vị thấy, có một người đứng ngay đó chụp hình. Quý vị xem, anh Thanh cho mọi người xem lại hình đó, có một người đứng chụp và chụp cận cảnh ông Thùng Phùng Quang Thanh, nhưng mà tấm hình đó lại không bao giờ thấy xuất hiện trên bất kỳ báo nào. Thì tôi nghĩ rằng là có một người nào muốn sưu tầm đây là hình ảnh lịch sử, một ngày nào đó tung ra thì sẽ có giá hơn, có thể là như vậy, có thể lắm. Nhưng mà có những cái chuyện chúng ta cũng khá là chú ý, thưa quý vị, trong khi hầu như tất cả những nguồn tin mà giới truyền thông có được đều đến từ hình ảnh của tờ Tuổi Trẻ. Và ngay sáng hôm nay cái chuyện hình ông, cái hình mà chúng tôi cung cấp quý vị ngay qua đoạn video clip cũng là đến từ báo Tuổi Trẻ đưa trước. Còn các tờ báo khác, ngay cả những tờ báo ở ngay tại Hà Nội, thì hầu như lại không có cái tờ nào lại đưa những cái hình ảnh như thế này cả. Vâng. Thì điều này đặt cho chúng ta khá nhiều câu hỏi, tại sao tờ Tuổi Trẻ lại đưa cái chuyện này, mà tờ Tuổi Trẻ chúng ta biết là cái tờ gốc ngay ở Sài Gòn, tờ báo của miền Nam, trong khi ngay Hà Nội là cái nơi mà sùm nhất về chuyện này, thì họ lại không đưa cái tờ nào. Phải chăng ở đó họ cũng không có quan tâm chuyện này? Mình không biết được. Chúng ta cũng không biết luôn. Vâng. Chúng ta chỉ đưa ra những nhận xét như thế. Và qua cái chuyện này thì thưa quý vị, anh em chúng tôi khi mà cũng bàn nhau về chuyện này, thì đối với chúng tôi cái chuyện mà mình làm truyền thông thì mình mới đưa ra thông tin. Còn đôi khi chúng ta đi sâu vào cái chuyện khác, là đi ra vào chuyện tình báo, thì là không phải chuyện của chúng tôi. Vâng. Chuyện tình báo hay chuyện gì thì cái đó là chuyện để những người làm tình báo họ làm. Chúng tôi chỉ tường thuật những gì chúng tôi được biết, và chúng tôi đều nói rõ cái này là họ tường thuật. Và chúng tôi chỉ kể lại cho quý vị nghe thôi. Thì nói chung ra đó, thì qua cái chuyện này tôi thấy nó có những cái chuyện, tôi thấy nó có cái điều lý thú này. Có vẻ thôi, tôi dùng chữ có vẻ thôi, là họ có cái gì đó gọi là đánh đố với nhau hai bên. Một bên là truyền thông hải ngoại, chú ý cái này rất nhiều. Từ sau ngày 19 tháng 6, sau khi mà ông Phùng Quang Thanh bất ngờ biến mất đó, thì chúng ta để ý đi, trong nước hoàn toàn không nói một cái gì cả, cho tới khi một số blogger, một số trang mạng, nên là chúng ta phải credit là nhờ cái internet ngày nay nó có những cái chuyện mà làm rùm beng không ai giấu được. Thì khi trên mạng đó người ta nói đến chuyện này đó, lúc đó thì tôi nhớ là đài BBC họ mới gọi về họ phỏng vấn cái Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, thì tôi nhớ không lầm là ngày 2 tháng 7 họ mới xác nhận là ông Phùng Quang Thanh đi sang Pháp chữa bệnh ngày 24 tháng 6. Quý vị nhớ nha, ngày 24 tháng 6 đó là ông Phạm Xuân Khải nói với đài BBC. Thì sau đó thì là ông Trọng đi qua Mỹ, thăm Mỹ. Rồi sau đó cũng bắt đầu đồn đại nhiều tin, có thể có một số tin nói gia đình cũng bị ám sát vân vân, nhưng mà không ai đưa ra một bằng chứng nào cả. Thấy không? Cho đến khi, thưa quý vị, ngày 19 tháng 7, khi mà đài SBTN, anh Long lên cái breaking news là DPA nói là ông Thanh qua đời. Sau đó gần nửa ngày, tức là vài tiếng đồng hồ, gần chục tiếng đồng hồ sau, bắt đầu bên Việt Nam họ mới phản ứng. Đây là tôi chỉ kể thôi, tôi không biết phải cái này nó tạo ra kia không, tôi không biết. Nhưng mà tôi kể nó rõ có chuyện đó. Thì lúc đó truyền thông trong nước đó, ban đầu nói cũng ấp a ấp úng, nhưng mà sau đó phần lớn là dựa trên cái lời phát biểu của ông Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Cộng sản Việt Nam. Và ông này nói dẫn trước sau, bắt đầu là nói, đều là ông này nói cả. Hả? Thì cũng êm luôn, không ai nói gì cả. Ông này rồi sau đó DPA đó mới đưa một cái tin nói rằng Việt Nam bác bỏ tin này, với DPA không rút cái tin của mình xuống mà lấy cái tin mới đè lên. Tức là DPA không nói mình sai mà chỉ nói là Việt Nam bác bỏ tin này thôi. Hả? Cho đến ngày 23 tháng 7, khi phóng viên Tường An của đài truyền hình SPTN đến tận cái bệnh viện Pompidou ở bên Paris và phỏng vấn, và nhân viên bệnh viện cho biết là ông vào ngày 20 tháng 6 và ra khỏi viện ngày 10 tháng 7. Hai chi tiết này, cái ngày nó quan trọng rồi, rõ ràng. Cái chi tiết mà vô ngày 20 tháng 6 nó khác với chi tiết của ông Phạm Xuân Khải. Phạm Gia Khải. Phạm Gia Khải. Đưa ra, quý vị thấy không? Điều đó có nghĩa là nếu bệnh viện nói đúng, thì như vậy có nghĩa là sau khi ông Phùng Quang Thanh gặp ông Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 19 tháng 6 là ngày hôm sau chúng tôi vào luôn. Chứ không phải là như ông kia nói là đại khái chúng tôi về nước hay chúng tôi đi chơi đâu đó rồi chúng tôi mới vô ngày 24. Đó là một cái nó không giống nhau. Và nhờ cái phóng sự của đài SBTN nói là ông này xuất viện ngày 10 tháng 7. Thì thưa quý vị, qua ngày 24, báo Thanh Niên là báo đầu tiên trong nước phát ra tín hiệu, đăng bản tin rằng ông Thanh sẽ về Hà Nội ngày 25 tháng 7. Cho luôn cái chuyến bay, đi bay từ phi trường Sạc Đầu Gô về Nội Bài mấy giờ vân 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 đủ hết. Thì sau đó lại có những cái hình ảnh mà nó không có được gọi là thuyết phục đối với nhiều người. Thành ra lại tạo ra một dư luận khác nữa. Cho đến sáng ngày hôm nay thì báo Tuổi Trẻ tung một số hình ra và đưa đoạn video lên.
Thì đó là diễn tiến của những cái gì mà chúng tôi thấy. Thì chúng tôi không biết có phải vì những cái gì bên hải ngoại là SPN đưa rồi phản ứng bên kia, hay là bên kia thấy nhọt rồi phản ứng, hoặc là không có luôn, là sự trùng hợp, chúng tôi không biết. Nhưng mà đó là sự kiện có thật. Anh Long nghĩ sao chuyện này? À, tôi chỉ nghĩ rằng là những cái gì anh Dũng vừa kể là cái cũng là cái quan điểm của chúng tôi khi đưa tin, là chuyện gì có những xác nhận của giới truyền thông. Vâng. Được coi như là chính thức thì chúng ta đưa cái tin đó. Còn những tin tức mà đẩy chúng ta vào cái thế làm tình báo thì có lẽ chúng tôi không nằm trong lĩnh vực đó. Và chúng tôi cũng không có đủ cái phương tiện để làm cái chuyện như thế. Vâng. Và đương nhiên cái chuyện này hiện tại bây giờ vẫn là cái chuyện hấp dẫn. Đây có khán giả tên là Đức Nguyễn liên tục gửi chúng tôi rất là nhiều email để mà nói về cái sự kiện xảy ra sáng ngày hôm nay. Cũng cảm ơn khán giả Đức Nguyễn đã gửi những cái tin này. Vâng. Và thưa quý vị, có thể đây là một cái chuyện mà chúng ta sẽ không nói tiếp chuyện này trong những ngày sắp tới. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục với băng tần của SPTN. Quý vị đang theo dõi chương trình SPTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Một cái chuyện xảy ra vào thứ sáu tuần vừa qua. Cái câu chuyện này xảy ra ở tại Thượng viện Hoa Kỳ, mà một số người cho rằng đây là một cái sự mà quá đà của một thành viên của Thượng viện, một thượng nghị sĩ làm một cái việc mà không nên làm. Và cái việc đó thì quý vị đi sâu vào cái vấn đề thì nó rất ảnh có khá nhiều chuyện để chúng ta bàn. Và cái nhân vật chính gây cái ồn ào này cũng là một người trong thời gian vừa qua đã gây ồn ào liên tục ở tại sân khấu Thượng viện Hoa Kỳ. Người đó là ai và đến từ đâu? Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Texas, ông cũng đang là ứng cử viên tổng thống, mặc dù cái sự ủng hộ ông không quá cao cho lắm. Nhưng mà cái chuyện này là hôm thứ Sáu mà nó lây lan qua tới Chủ nhật ngày hôm qua. Hôm thứ Sáu vừa rồi, lần đầu tiên có lẽ là trong cuộc đời của ông đứng ngay tại phiên khoáng đại Thượng viện và ông công kích ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Thưa quý vị xin nghe đây, ông nói Mitch McConnell là một người nói láo. Xin quý vị nghe cái đoạn sau đây. I sat in my office, I told my staff. The majority leader looked me in the eye and looked 54 Republicans in the eye. I cannot believe he would tell a flat out lie. Vâng, and I voted based on those ông nói rằng là ông không ngờ lãnh đạo của Cộng Hòa tại Thượng viện là một người nói dối trắng trợn. Nó có nhiều chuyện trong đây. Thứ nhất mình nói về thủ tục. Ở Thượng viện họ có cái luật, là luật 19, gọi là Rule 19, là cấm không cho các thành viên trong Thượng viện công kích các người khác đồng viện, chứ đừng nói chi là công kích lãnh đạo của mình. Thì khi mà bị như vậy đó, thì thường thường sẽ có một thượng nghị sĩ đứng lên đề nghị khiển trách, thì sẽ bỏ phiếu. Nhưng mà không biết tại sao thứ Sáu vừa rồi chả có ai đứng đề nghị ông này khiển trách ông này. Ông nói xong ông bỏ ông đi ra. Có lẽ là vì ông đang ứng cử tổng thống và có lẽ là ông được sự ủng hộ của cư dân Texas, cho nên không anh nào dám đụng hết. Qua hai ngày hôm sau bắt đầu là các ông mới là lên tiếng, chẳng hạn như ông John McCain, ông Orrin Hatch, ông Harry Reid và ông Mitch McConnell, tức là bốn vị lão thành của cả hai đảng, mới chê ông Ted Cruz là cái này là không được, vi phạm đủ thứ hết. Ở trong Thượng viện là cái nơi anh có thể đi vận động ở ngoài, anh chửi tôi cũng được, chửi cha mắng mẹ, nghĩa là nói tùm lum, cái chuyện nó không sao. Anh nghe cái cảnh lên TV nói luôn, không sao, đây là ông John McCain nói nha. Nhưng mà trong cái khuyên khoáng đại Thượng viện, không bao giờ công kích một người đồng viện của mình, nói chi đây là lãnh đạo của mình nữa. Đây là bốn vị đều nói như thế, đại khái là như thế. Thế nhưng mà không hiểu sao không ai phản ứng gì cả. Nhưng mà chuyện này thì các nhà phân tích họ nói rằng là đồ bỏ. Trước đây đã từng có chuyện, thưa quý vị, 1850 đã có từng có chuyện hai thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, một ông Mississippi, một ông ở Missouri. Ông Mississippi rút súng dí ông Missouri ngay trong Thượng viện, thưa quý vị. Năm 1902 cũng có hai ông Dân Chủ, Thượng viện, thượng nghị sĩ Dân Chủ bang South Carolina quánh nhau ở trong Thượng viện luôn. Thì sao? Thành ra chuyện là chuyện nhỏ. Thế mà vì sao ông Ted Cruz nói là ông Mitch McConnell nói dối? Đây nó là cái chuyện lớn. Bởi vì theo ông Ted Cruz nói thế này, hôm nọ đó, quý vị biết trong cái vụ mà TPA đó, có nhắc tới ngân hàng Exim Bank, tức là xuất nhập cảng của Mỹ. Thì ông Ted Cruz nói rằng cái ngân hàng này là một dạng welfare. Bởi vì sao? Ngân hàng này cho khách hàng của Boeing vay tiền để mua máy bay của Boeing. Đây là cái cách mà người ta né cái luật WTO. WTO cấm
các quốc gia tài trợ cho cái hãng của mình. Thì giờ tôi không tài trợ, nếu mà Mỹ lấy cái tiền này tài trợ cho Boeing thì vi phạm luật WTO. Thì bây giờ Mỹ lập ra ngân hàng Exim Bank, dùng cái tiền này cho khách hàng của Boeing vay rồi mua, rồi sau trả dần. Bởi vì người Mỹ họ nói nếu mà Boeing nói nếu mà không có ngân hàng này, không có cái tiền này, mà tiền này tiền của đóng thuế của tất cả chúng ta nhá, lập ra. Nếu không có cái ngân hàng này cho vay tiền thì tôi không thể bán được máy bay, thì không thể cạnh tranh được Airbus. Đó. Thì bây giờ ông Ted Cruz bảo cái này là welfare. Nhưng mà đa số thượng nghị sĩ của cả hai đảng đều đồng ý là nên gia hạn cái ngân hàng này, bởi vì ngân hàng này cuối năm này nó hết hạn. À, tôi đang nghi cái 13 tỷ đô la mà Mỹ bán máy bay cho Việt Nam không biết có phải tiền trong Exim Bank không. Tôi không biết, tôi chưa có bằng chứng. Nhưng về nguyên tắc Exim Bank là cho các khách hàng của Boeing vay tiền, thưa quý vị. À. Rồi, ông Ted Cruz bảo thế này nè, ông Mitch McConnell bảo là sẽ không có bỏ cái phiếu này, sẽ không có bỏ phiếu gia hạn ngân hàng này. À, chỉ sẽ có bỏ phiếu, nghĩa là bỏ Obamacare và bỏ phiếu cho một cái gọi là dự luật về ngân sách giao thông thôi. À. Thế nhưng mà hôm Chủ nhật, hôm thứ Sáu vừa rồi, ông Ted Cruz ra mới được biết là sẽ có cuộc bỏ phiếu để gia hạn cái Exim Bank. Ông Ted Cruz mới nổi giận. Thì ông Ted Cruz hỏi ông Mitch McConnell thế nào. Mitch McConnell bảo bây giờ nếu muốn có cái bỏ phiếu cho cái dự luật ngân sách giao thông mà chúng ta muốn, bởi có tiền nhiều lắm, thì phải để cho người ta bỏ phiếu cái Exim Bank. À, ông Ted Cruz bảo sao trước ông bảo là không có mà. Ông nói với 53, 54 vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa là sẽ không có. Sao giờ có? Thì thành ra nói là nói xạo là chỗ đó. Nhưng mà một số người bảo là ông Ted Cruz chắc là nhớ lộn. Nên nhưng mà cái chuyện đó chuyện sao. Nhưng mà chính vì cái chuyện đó, ông Ted Cruz mới nói là Mitch McConnell nói sao. Thì thưa quý vị, ngày hôm qua, tối ngày hôm qua, các thượng nghị sĩ đã phải ở lại. Và họ đã thông qua hai cái đạo luật. Một cái là gia hạn tiếp cho ngân hàng Exim Bank. Một cái là đồng ý để chi một số ngân sách để mà sửa chữa đường xá. Trong đó có một cái dự luật ông Mitch McConnell đưa ra là định lật cái Obamacare hủy bỏ đó. Thì ông Ted Cruz lại không chịu, mặc dù Ted Cruz chống này dữ lắm. Thì ông Mitch McConnell bảo đó, cũng tại anh mà tôi đang định tôi bỏ phiếu cái vụ Obamacare mà anh cho. Ông Ted Cruz bảo cái này tào lao, chúng ta đâu có đủ 60 phiếu đâu mà chặn lại, chúng ta chỉ có 54 phiếu à. Ông làm cái này nó không có ý nghĩa gì đó, nó chỉ có mang tính biểu tượng thôi, dẹp đi. Thà ông đừng có cho bỏ phiếu cái mà gia hạn Exim Bank thì có lý hơn. Rồi bây giờ chuyện xong, thành ra nó mới ra cái chuyện như vậy. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói quý vị, cái Exim Bank tại sao mà ông Mitch McConnell phải cho bỏ phiếu cho đó? Bởi vì hai bà thượng nghị sĩ Pat Murray và Maria Conwell của tiểu bang Washington, nhất là bà Maria Conwell, bà nói nếu mà anh không cho bỏ phiếu Exim Bank đó thì chúng tôi chặn tối đa không cho bỏ phiếu cái ngân sách cho vấn đề mà sửa chữa đường xá. À, mà bên Cộng Hòa thích cái này. Bởi vì sao thôi? Boeing nằm ở tiểu bang Washington, đúng không anh Long? Anh nghĩ sao chuyện này, tại sao lại có cái chuyện mà hai bà thượng nghị sĩ mà đánh nhau, tức là tranh tối đa cái chuyện quyền lợi cho tiểu bang của họ trong ngân sách của Mỹ mà trong tiền thuế của chúng ta. Trước khi trả lời câu đó, chúng ta nhớ lại câu nói anh Dũng tường thuật, ông Ted Cruz nói rằng là tại sao quý vị tiếp tục bày ra cái trò bỏ Obamacare làm gì, vì chúng ta không bao giờ đạt đủ được cái túc số cần thiết. Nhưng mà chúng ta nhớ lại trước đó Hạ viện đã bỏ tay 50 lần, mặc dù biết cho cái chuyện đó cũng không đi tới đâu. Vâng. Cho nên có một cái chuyện, chúng ta thấy qua cái chuyện này, chúng ta thấy có những cái thứ mà, có những cái dự luật hay những cái điều mà người ta làm ở trên các hai viện, Thượng viện lẫn Hạ viện, tất cả đều biết đây là chỉ là một cái theater game, giống như là lời của ông Ted Cruz, người ta vẫn làm. Nhưng mà cái động lực để mà lái tất cả các đạo luật này, thưa quý vị, đều đến xuất phát từ cái chuyện tiền. Trong khi ông Ted Cruz nói rằng đây là sự phí phạm và welfare trong cái chuyện này, thì chúng ta nghĩ sao đến các chương trình hiện tại bây giờ, cái chương trình mà bị coi là tốn kém mà vô hiệu quả nhất, đó là chương trình làm chiếc máy bay F-35. Rồi, từ đó có những câu chuyện mà chúng tôi kể cho quý vị, có những cái dự luật đưa ra không có ai cần, bên quân đội không có cần, nhưng mà các ông vẫn thảy vô để ngốn tiền ngân sách quốc gia, như thường là cái chương trình làm chiếc xe tăng. Xe tăng Abrams A1. Nửa tỷ đô la vô cho đó mà giới quân sự nói tôi không cần cái đó. Nhưng mà vì sao thì áp lực của các thượng nghị sĩ để mà đưa cái ngân sách đó đi về cái tiểu bang của mình. Qua chuyện này quý vị thấy cái vai trò của một vị thượng nghị sĩ ở tại Hoa Kỳ nó quan trọng ở cái chỗ lấy cái số tiền đem về cho cái tiểu bang của mình. Và qua cái chuyện đó thì các vị trí của vị thượng nghị sĩ là như thế nào? Ok, anh Dũng muốn điều này, anh phải cho tôi điều khác. Thì các người đó họ sẽ tương nhượng với nhau. Thì
đây là một cái chuyện khác để chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải có những cái người, chúng ta phải đưa người của chúng ta vào các vị trí lập pháp như thế này để đem về quyền lợi nhiều nhất cho chúng ta. Còn ông Tesco này, thưa quý vị, có thể rằng là tôi tạm dùng chữ không chính xác, có thể là tiểu bang của tôi là tiểu bang chuyên môn sản xuất dầu, của ông có bán xe tăng hay là bán máy bay gì, ông phải mua dầu của tôi, tôi không khe. Vâng. Trước sau cũng phải mua dầu của tôi. Vâng. Và cái chuyện đó, ông không sống bằng cái nghề này, nhưng mà các vị khác thì tiểu bang của chúng tôi sống bằng cái nghề đó, chúng tôi phải đem hết tiền về đây. Thì tiểu bang Washington có cái công ty Boeing nằm ở đó, nên hai bà thượng nghị sĩ này phải đấu tối đa. Ông John Boehner, chủ tịch hạ viện ở tiểu bang Ohio, thì ông phải ra lệnh chi nửa tỷ đô la để chế xe tăng Abrams A1, bởi vì hơn một nửa là sản xuất tại tiểu bang Ohio. Nói chung là các dân biểu, các thượng nghị sĩ họ phải phối hợp với nhau để họ lấy cái đó về quyền lợi cho tiểu bang của họ. Còn cái ngân sách của liên bang lỗ bao nhiêu, lủng bao nhiêu, kệ mấy anh, chúng tôi không cần biết, bởi vì cơ cấu chính trị của Mỹ nó là như thế. Dân Mỹ họ bầu lên một người, họ mong đợi người đó phải mang quyền lợi về cho họ. 49 tiểu bang kia hy sinh cho họ, chuyện đó chuyện bình thường. Anh nào mạnh là anh đó thắng. Vậy thôi, không có sai đúng ở đây. Và cuối cùng ra, thưa quý vị, chúng ta phải nhớ cái điều như thế này, mà cái chuyện đó không có sai nếu nó nói về mặt kinh tế. Mỹ nghĩ thực tế lắm. Tiền để làm cái gì? Cứ chài đi, cứ chi đi. Mà như thế không phải Mỹ này, như nước nào trên thế giới cũng vậy á. Cứ chi tối đa. Chi như vậy về mặt kinh tế thì cái đồng tiền nó circulate, nó luân chuyển. Luân chuyển trong xã hội. À, quý vị là học kinh tế mà căn bản quý vị biết là nó gọi là gì? Multiply, đúng không? Nó tăng thêm, cứ một đồng nó đẻ ra đồng khác, nó cả xã hội nó đều có tiền. Chứ tiền mà nằm một chỗ thì quý vị chết. Đó là cái suy nghĩ của tư bản Mỹ. Thành ra nói chung ra tất cả những người, những chính trị gia này, họ làm cái điều đó và trong đầu họ nghĩ chúng tôi làm không có gì sai cả. Và ngay cả welfare luôn, ngay tới cái chuyện này ông Ted Cruz nói là sai. Ngay cả welfare luôn, thưa quý vị, tại sao có nhiều người vẫn ăn welfare? Chính phủ biết chứ, đi làm lậu người ta biết chứ. Chúng ta chỉ trích nhưng chúng ta quên một điều là gì? Nhờ cái tiền đó mà các nông gia của Mỹ mới bán được sản phẩm, các ly cơ mới bán được sữa, các tiệm bán đủ thứ hết. Thậm chí là ly cơ họ bán rượu luôn, bán lậu luôn. Nghĩa là những cái đó họ sống được cái tiền đó hết. Tiền welfare, cái thẻ, cái, các chợ sống nhờ đó chứ nó không có cái đó. Chương trình Bộ Nông nghiệp một năm mới làm biết thẩm tiền lắm cho cái welfare, cho cái food stamp. Không có đó là các nông gia của Mỹ chết ngắt. Thành thử ra thưa quý vị, nói gì nói, tiền là phải luân chuyển, đó là tư bản chúng tôi. Vậy thôi, dù hình thức này hay hình thức khác. Khi chúng nói chuyện welfare, thưa quý vị, cái chuyện quý vị cũng nhớ rằng cái chuyện đó là không phải lấy cái đồng tiền đó đưa cho những người hưởng welfare. Vâng. Mà họ có những cái voucher, những vâng. Cái thẻ đó đi lấy đồ ăn. Vâng. Và các đồ ăn đó lấy từ các nhà máy, và các nhà máy đó mua cái thực phẩm từ các nông gia. Vâng. Nó có một cái dây chuyền liên hệ như thế. Vâng. Cho nên có một cái thống kê, nếu mà tôi nhớ không chính xác đó, thì là người ta có đến là 1 tỷ tiền welfare nó ảnh hưởng tới 1 triệu công ăn việc làm. Vâng. Ở tại Hoa Kỳ. Cho nên họ dẹp cái chương trình đó là mất luôn 1 triệu việc làm khác đang trên cái chương trình đó. Thì qua cái chuyện kinh tế thì đây là một cái sự luân chuyển kinh tế ở tại Hoa Kỳ. Và cái chuyện ông Ted Cruz này á, có một cái chuyện mà anh Dũng có đề cập mà có lẽ hồi nãy chúng ta không có để ý, rằng là không có một người nào đứng lên oppose, lại là phản đối cái chuyện mà ông coi như là vi phạm luật 19. Vi phạm luật 19 có nghĩa là xúc phạm đến bề trên. À, trong học đồng viện chứ đừng nói bề trên. Đồng viện là không ông được. Ông Mr. McConnell là bề trên rồi. Thì thưa quý vị, người ta không phải là sợ ông này, là chỉ là cái chuyện sợ ông này là ông này sắp ra ứng cử tổng thống, nhưng mà người ta sợ cái khối Tea Party đứng đằng sau lưng của ông Ted Cruz. Cái khối này nhỏ trong đảng Cộng Hòa nhưng mà họ lại vô cùng đoàn kết trong những vấn đề mà là cực kỳ bảo thủ, cho nên không ai dám đối đầu với cái nhóm đó, chứ không phải riêng gì ông Ted Cruz. Thì đó là một cái chuyện chúng ta thấy rằng là sân khấu chính trị Hoa Kỳ nó có khá nhiều điều nó chi phối, nó không phải là rõ ràng, minh bạch và lý tưởng như chúng ta nghĩ. Và trong cái chuyện này chúng ta cũng phải thừa nhận một chuyện là thưa quý vị, đó là giới chính trị làm việc nhau như thế. Và chúng ta phải tập làm quen để nhìn cái con mắt các nhà chính trị hiện tại bây giờ họ làm cái gì. Chứ nếu mà chúng ta cứ nghĩ là phải là quang minh chính đại thì cái chuyện đó là chuyện của trong sử sách mà thôi. Không quang minh chính đại được, quang minh chính đại không thể làm chính trị được, thưa quý vị. Thì đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy hiện tại ở tại chính trường Hoa Kỳ. Trước khi chấm dứt chương trình, có một cái tin nào breaking news không anh? Chưa, không anh, không có gì đáng kể. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi đó là chương trình SPTN Morning sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình, và những ý kiến đóng góp xin quý vị email về địa chỉ sptnmorning@sptn.tv. Chúc quý vị một tuần lễ mới nhiều niềm vui, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.